Tiếp theo chương trình là đến phần thuyết giảng giáo lý đợt 2. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Ban trị sự Trung ương cô Trần Thị Phương Kiều phụ trách thuyết giảng đề tài tìm hiểu ý nghĩa 4 câu giảng trong quyển tư Giác mê tâm kệ của Đức Thầy, sáng tác tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão 1939. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Vậy chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho Đảng chính quyền địa phương các cấp. Kính thưa ông Phạm Hùng Nam, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng đến tham dự. Kính thưa ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng đến tham dự. Kính thưa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thới. Kính thưa các vị là trưởng phó ban thành viên, các ban trị sự xã bạn lân cận đến tham dự. Kính thưa quý vị quan khách, khách quý cùng toàn thể cô bác, anh chị em, nam nữ đồng đạo xa gần hiện diện kính mến. Thưa quý vị, hôm nay vào ngày 12 tháng 10 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 5 tháng 11 năm 2022, nhận được lời mời của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thới, cũng như nhận được lịch phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay tôi cùng với giáo lý viên Phan Chí Tâm đồng trở về Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thới để thực hiện bổn phận nghĩa vụ của mình, đó là trao đổi qua tinh thần đạo đức, tìm hiểu ý nghĩa các câu kim ngôn ngọc ngữ mà Đức Tôn Sư đã chỉ dạy trong sấm giảng thiên văn giáo lý của Ngài. Trước khi đi vào nội dung chính của đề giảng hôm nay, nhận thấy được sự ủng hộ nồng nhiệt của chính quyền địa phương về mặt an ninh, cũng như nhận được sự ưu ái của toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta trở về đây tham dự, với tinh thần thương thầy lo đạo đã làm cho buổi tuyên dương giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay trở nên tôn nghiêm và long trọng. Đứng trước chân ảnh uy nghi tôn kính của Đức Tôn Sư, lời nói đầu tiên tôi xin chân thành gửi đến toàn thể quý điệp vị lời chào mừng kính cẩn và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, thở Đức Giáo Tổ Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế thì Ngài đã từng tuyên bố rằng nước biển chỉ có một vị mặn, đạo của ta cũng chỉ có một vị, đó là giải thoát. Các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Thế nên với lòng từ bi vô lượng, thở Đức Giáo Tổ Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội cây Bồ Đề Tát Bát Đa. Ngài đã không nỡ nhập niết bàn sớm mà trụ thế 49 năm để quần khai chánh pháp và đã cứu độ vô số chúng sinh tu thành chánh quả. Sau khi nhập niết bàn, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã để lại cho đời một kho tàng pháp bảo giải thoát độ sanh. Cũng với lòng từ bi vô lượng ấy, Đức Tôn Sư của chúng ta, Ngài đã không nỡ ngồi yên nơi ngôi vị để hưởng quả Bồ Đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Lòng thương lê thử đáo ta bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt nê hà. Và câu viết một ngọn lưỡi này một tấc,
đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển, liên dây hòa hảo. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo thân mến, tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu trong giáo lý nhà Phật là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vì chúng ta có hiểu đúng thì hành đúng mới đi đến chỗ là thành công đắc đạo. Nếu hiểu sai thì ngược lại sẽ hành sai. Cho nên Đức Tôn Sư chúng ta mới ý thức chúng ta qua câu đó là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Và đó cũng chính là đề giảng hôm nay tôi trao đổi cùng quý vị qua chuyên đề tìm hiểu ý nghĩa bốn câu kim ngôn trong quyển Tư Giác Mê Tâm Kệ, được Đức Tôn Sư của chúng ta viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939 tại Hòa Hảo, dài 846 câu bằng thể văn Thất Ngôn Trường Thiên Lối Thuyết Giáo, mở đầu bằng câu là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh vạn dân giải thoát. Đoạn trong quyển Giác Mê Tâm Kệ này, Đức Tôn Sư có đề bốn câu kim ngôn như sau: ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Nghe như thế nào mới cạn lời quý vị? Nghe như thế nào mới cạn lời? Hôm nay trong một giờ đồng hồ, chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian để trao đổi quý vị qua chuyên đề này mà Đức Tôn Sư chúng ta viết trong quyển Tư Giác Mê Tâm Kệ, thế nào mới nghe cạn lời. Thưa quý vị, Đức Thầy viết đó là ta yêu chúng viết ra giảng kệ. Chữ ta là một đại danh từ, danh xưng mà Đức Tôn Sư chúng ta đã sử dụng rất nhiều trong giáo lý của Ngài. Chữ ta đặt ở câu giảng này là ý nghĩa khác, mà chữ ta đặt ở câu giảng kia là ý nghĩa khác nhau, không giống nhau. Bởi vì trong từ ngữ Việt Nam của chúng ta đa dạng quá, có những từ đồng từ mà dị nghĩa, đồng từ mà đồng nghĩa, dị từ mà đồng nghĩa. Cho nên đồng từ đồng nghĩa, dị từ đồng nghĩa, rồi dị từ đồng nghĩa, đồng từ đồng nghĩa, rồi đồng từ dị nghĩa. Thí dụ nói chữ tử là chết, mà chữ tử cũng là con, phải không? Như vậy thì Đức Thầy nói ta yêu chúng viết ra giảng kệ. Vậy thì chữ ta này, Đức Thầy nói ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sát phàm nhìn đạo Thích Ca. Chữ ta này đồng với ý nghĩa của chữ ta câu mà chúng ta đang tìm hiểu, là chỉ cho Thầy là Phật. Còn chữ ta ở chỗ khác, thí dụ như sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi, là chỉ cho chúng sinh. Cái chữ ta này ý nghĩa khác. Như tám chữ ta ở trong là lời khuyên bổn đạo, chỗ nào cũng có chữ ta đứng đầu ha. Như vậy thì Đức Thầy viết chữ ta rất nhiều. Thí dụ như là điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời hoặc thành thánh. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Ta hết nhân nè, chỉ cho chúng sinh này nha, không phải chỉ cho Thầy. Cho nên Thầy nói là ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sát phàm nhìn đạo Thích Ca, là chỉ cho Đức Thầy. Hoặc là thuyền bát ngã, ta cầm tay lái quyết đưa người khỏi bến sông mê, tức là chỉ cho Thầy. Hoặc là muốn cứu thế xá chi bụng trịnh, thương quá sức nên ta bệnh trịnh, quyết độ đời cho đến chung thân, nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc, tức là chỉ cho Thầy nữa. Đức Thầy nói rồi đó, Đức Thầy nói ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt long đặng cứu Dương Trạch. Hay là ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gặt chúng kiếm xu kiếm cắt. Được Thầy nói tới ta nói cái gì? Đó, lời văn tao nhã hữu tình, bởi dân sắc lệnh thiên đình sai ta, là chỉ cho Thầy nữa. Đó, rồi Đức Thầy nói Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng Thầy ra lệnh nên ta giáo truyền, là chỉ cho Thầy nữa. Đó, còn những chữ ta ở chỗ khác là ý nghĩa khác. Thí dụ như Đức Thầy nói đó là sao đường ấy trong tâm ý ta mau mau dứt đó cho rồi đó, đó là chỉ cho chúng sinh. Chúng sinh như vậy thì chữ ta ở đây là chỉ cho Thầy, mà chỉ cho Đức Thầy chúng ta đó là đại danh từ danh xưng. Chỉ cho Thầy là Phật, là ông Phật,
mà Phật á là có đủ là bốn đại đức từ bi hỷ xả, có đầy đủ tam thân tứ chí ngũ nhãn lục thông, có đầy đủ lục độ ba la mật, trong đó có đầy đủ năng lực nhiệm sâu diệu dụng cứu độ chúng sinh bất khả tư nghị. Thưa quý vị, cho nên quyển Giác Mê Tâm Kệ này đó, Đức Tôn Sư chúng ta viết tựa đề là Giác Mê Tâm Kệ. Vì quyển Giác Mê Tâm Kệ này được Đức Tôn Sư chúng ta dùng cái tâm chơn không bát nhã, dùng cái tâm chơn không bát nhã trong sạch thanh tịnh viên mãn tròn đầy là tâm Phật của Ngài viết ra quyển Giác Mê Tâm Kệ, được gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Quyển từ Giác Mê Tâm Kệ là Bát Nhã Tâm Kinh. Vì quyển này viết được tâm kinh là không phải là người thường có thể viết được. Ông tiên như Lão Tử không thể viết được tâm kinh, ông thánh như là Khổng Tử cũng không thể viết được tâm kinh, mà chỉ có Đức Phật, ông Phật mới có thể viết được tâm kinh, là Đức Thầy của chúng ta. Tại sao vậy? Tại sao ông thánh ông tiên không viết được tâm kinh? Vì ông thánh ông tiên chưa tỏ ngộ được tâm Phật, chưa phải Phật, không thành Phật, chưa thành Phật, chưa tỏ ngộ được tâm Phật, chưa chứng được cái quả vô lậu. Tỏ ngộ được tâm Phật tròn đầy viên mãn như Đức Thầy thì không thể viết được Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên nhớ lại trong lịch sử Phật giáo này, quý vị nhớ, khi Tôn giả A Nan vào kiếp tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt 4 tháng thì đó, Sơ Tổ Maha Ca Diếp đuổi ra. Tại sao vậy? Vì A Nan cũng vào kiếp tập, mà A Nan là tất cả Phật thuyết pháp bao nhiêu 49 năm A Nan nhớ hết, nhớ không sai sót một chữ nào quý vị. Nhưng tại sao A Nan vào cũng nói y như lời Phật vậy mà không được tổ chấp nhận? Vì cái lời của A Nan dù nói y như Phật, không sai sót một từ ngữ, một dấu tích nào chứ, không sai sót một từ ngữ cũng nói y như vậy đó, không khác gì hết. Mà tại sao tổ không cho vào? Bởi vì A Nan nói bằng thức của phàm phu, còn lời nói của Như Lai Phật Tổ là gì? Nói bằng trí bát nhã trong sạch viên mãn tròn đầy, không giống như lời nói của A Nan, cũng là văn tự như vậy nhưng ý nghĩa khác nhau rất xa. A Nan nói bằng thức của phàm phu không có giá trị, mà lời nói của Phật là nói bằng trí bát nhã của Như Lai Phật Tổ là đạo giải thoát. Bởi vậy đó là Bát Chánh Đạo Tứ Diệu Đề. Pháp này quý vị nhớ kỹ, không, ông ở trong thế gian chúng ta không có pháp này, ở đây trong thế gian không có, mà pháp này đó bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành chứng ngộ thành Phật tại cội cây Bồ Đề Tát Bát Ra. Và sau khi chứng ngộ thành Phật, Ngài mới thấy được các chúng sanh đều có như ta, có tâm Phật như Ngài, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ, cho nên phải đi lầm đường lạc nẻo. Chúng ta là những kẻ đi lầm đường mới lạc vào cái cõi thế gian này, chứ điều không đúng được. Do đó Đức Phật biết được như vậy, Ngài mới thuyết ra pháp Bát Chánh Đạo Tứ Diệu Đề. Những tập nhân sinh ra quả khổ, rồi khổ đề gồm có 8 sự khổ, tổng thể là sanh ra muôn ngàn sự khổ. Phương pháp diệt đế, diệt đi nhân khổ, hưởng quả niết bàn. Bát Chánh Đạo là con đường, đạo đế là con đường thoát khổ thành Phật. Và pháp này chỉ có Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mới biết. Pháp này Ngài tu hành chứng ngộ thành Phật và đem vào trong thế gian diệu dụng thuyết pháp độ chúng, độ tận chúng sinh bằng phương pháp là gì? Tu theo Bát Chánh Đạo này để được thành Phật như Ngài, thành Phật như Ngài. Cho nên á, pháp Bát Chánh Đạo này gọi là gì? Pháp của Như Lai đã tu chứng thành Phật, đem vào thế gian gọi là chuyển, gọi là chuyển. Bây giờ ở thế gian không có pháp này, ông tiên cũng không biết pháp này, bọn thánh như Khổng Tử cũng không biết pháp này, chỉ có Phật Thích Ca. Do đó mà Đức Thầy mới nói: Thiền Lâm Phật Thích thuở xưa kia, non tuyết rèn ra Bát Chánh Kìa, phổ hóa dân lành trong khắp chúng, hoàn cầu bốn biển khắp danh bìa. Pháp này thế gian không có đâu quý vị, không có đâu. Cho nên nghe được Phật pháp là chúng ta được cứu, được cứu. Còn không nghe được Phật pháp là chúng ta không được cứu. Do đó mà thân người khó được, Phật pháp khó nghe là như thế. Thưa quý vị, cho nên Đức Thầy nó thừa chuyển pháp luân. Lần thứ nhất Đức Phật Thích Ca chuyển pháp luân ở đâu? Tại rừng Lộc Uyển Khổ Hạnh Lâm, phải không? Thiết pháp Tứ Diệu Đề cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Hễ lúc bấy giờ đó, năm anh em Kiều Trần Như lãnh hội được bài pháp này liền chứng quả A La Hán. Từ đó thế gian của chúng ta mới có tam bảo, chứ trước đó đâu có, trước đó đâu có tam bảo.
Mà khi năm vị này chứng chứng thành là vậy, a la hán quả, từ đó mới có tam bảo. Đức Phật Thích Ca là Phật bảo, Pháp Tứ Đế là Pháp bảo, và Bát Chánh Đạo đó là trong 137 phẩm trợ đạo Bồ Đề chia làm 7 phần. Như vậy đó là Pháp Tứ Đế là Pháp bảo, còn năm vị chứng quả a la hán là tam bảo. Thì trong Pháp Tứ Đế khổ tập diệt đạo gồm lại đó, chia làm 7 phần đó, gồm có tập khổ diệt đạo chia làm 7 phần, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo phần, là gồm trong tứ diệu đế, là bốn chơn đế chắc thật, thấu triệt nhiệm màu, thấu triệt chân lý. Do đó mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã chuyển pháp luôn một lần, vào thời chánh pháp, và hôm nay đức thầy của chúng ta cũng chuyển pháp luôn một lần nữa vào thời mạt pháp. Cũng trong quyển Giác Mê Tâm Kệ này có tứ diệu đế nè ha, quý vị mở ra xem thấy nè, có tứ diệu đế, có bát chánh đạo, có bát nhẫn đó, rồi có là gì, có bát nhẫn gồm có là tu phước, tu huệ, tu thiền, tu tịnh, phương pháp đoạn trừ gì ngũ uẩn, phá ngũ uẩn, thanh tịnh lục căn đó, có đầy đủ tam thừa thánh giáo của Như Lai Phật Tổ trong quyển Giác Mê Tâm Kệ. Cho nên đức thầy mới viết tựa đề là Giác Mê Tâm Kệ. Quyển Giác Mê Tâm Kệ này có mà cái là cái quy lực nhiệm sau, có nghĩa là gì, có cái công năng là giác ngộ chúng sinh lìa mê về ngộ, cải dữ về lành, cải dữ về lành. Cho nên đức thầy mới viết lại Giác Mê Tâm Kệ. Vậy đức thầy dùng gì, dùng tâm Phật của ngài mà viết ra quyển Giác Mê Tâm Kệ này, không phải là bình thường người bình thường có thể viết được, thưa quý vị. Cho nên đức thầy viết là Giác Mê Tâm Kệ. Lần thứ nhất kiết tập kinh điển sau thời gian Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt 4 tháng. Lần thứ hai kiết tập kinh điển sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm. Lần thứ ba kiết tập kinh điển sau khi Đức Phật nhập diệt 274 năm. Lần thứ tư kiết tập kinh điển sau khi Đức Phật nhập diệt 600 năm. Như vậy là 4 lần kiết tập, 4 lần kiết tập. Cho nên nói tổng thể lại thì gồm có là tam tạng kinh điển, tam tạng kinh luật của Phật nói. Nhưng tại sao có các quyển luận? Bởi vì sau này đó các vị Bồ Tát mới luận ra, cho nên mới có các quyển luận sau này. Chứ thật ra gồm có tam tạng kinh luật của Phật nói, đó là kinh chính truyền. Còn các kinh khác đều là các vị Bồ Tát cũng tu hành tỏ ngộ tâm Phật và dịch nghĩa từ trong kinh của Phật mà ra. Hôm nay đức thầy chúng ta đó viết quyển tư Giác Mê Tâm Kệ này là thâu nhiếp tất cả những cái yếu lý sâu nhiệm, thâu nhiếp những cái tinh túy, những cái yếu lý sâu nhiệm trong tam thừa thánh giáo của Như Lai Phật Tổ vào trong quyển Giác Mê Tâm Kệ. Giác Mê Tâm Kệ. Cho nên đức thầy nói trong sấm giảng, nếu ai không hiểu tâm kệ này ta chỉ nẻo được, quyết giải trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Thưa quý vị, cho nên hôm nay đức thầy viết là quyển tư là Giác Mê Tâm Kệ, dùng tâm Phật của ngài mà viết ra quyển này Giác Mê Tâm Kệ. Như vậy đức thầy viết là ta yêu chúng viết ra giảng kệ. Chữ ta đây đó là có đầy đủ năng lực nhiệm sâu, tức là chữ ta gồm có là tứ đức ba la mật thường lạc ngã tịnh, có đầy đủ năng lực nhiệm sâu diệu dụng vô lượng pháp môn cứu độ chúng sinh, bằng mọi biện pháp chúng sinh này căn cơ thấp, đức thầy nói pháp khác. Chúng sinh kia căn cơ trung, đức thầy nói pháp khác. Chúng sinh là bậc trí thì đức thầy nói pháp khác. Độ chúng sinh cõi ta bà, đức thầy nói pháp khác. Mà độ ở cõi thiên nhân thì đức thầy nói pháp khác. Độ ở cõi cực lạc thì Đức Phật nói pháp khác. Ở cõi địa ngục thì Đức Phật nói pháp khác. Cõi ngạ quỷ là nói pháp khác. Cõi A-tu-la thần là nói pháp khác. Nói vậy, ở các cõi Bồ Tát thì Đức Phật nói pháp khác, không giống nhau, vì trình độ căn cơ không đồng nhau. Do đó mà đức thầy của chúng ta đó là diệu dụng vô lượng pháp môn bất khả tư nghì, cứu độ chúng sinh tùy đó, tùy duyên khai ngộ, tùy duyên quá độ. Ông này thì đức thầy nói thôi, làm ăn quá làm sao có thời gian tu, bớt làm ăn chút đi để lo tu chứ. Còn ông kia thì lo tu không có lo làm ăn. Đức thầy nói thôi, làm tu là tu nhưng mà cũng phải lo làm ăn chứ, mới có vật chất nuôi thân sống chứ.
ông lo tu không mà lấy gì thì có vật chất nuôi thân xác. Rồi ông Hương Bộ Thạnh xin thầy miễn cúng lại, thầy cũng miễn. Nhưng mà cuối cùng biểu ông Hương Bộ Thạnh á là phải là làm huấn luyện viên. Cái ông tưởng làm huấn luyện viên ngon lành. Cuối cùng sao? Cuối cùng thầy làm huấn luyện viên cúng lại ngày mấy chục thời cũng gần chết. Cho nên tự tỏ ngộ xin thầy cho con cúng lại, thầy nói ừ biết gì là tốt. Đó là phương pháp diệu dụng độ chúng. Cho nên á Như Lai có đến vậy, có đến tám giáo là quý vị, tám phương pháp giáo hóa chúng sinh. Đó là thông giáo, tạng giáo nè, rồi bí mật giáo nè, bất định giáo nè, rồi là đốn giáo nè, tiệm giáo nè, duyên giáo nè, thông giáo nè, tám giáo là tám phương pháp khác nhau. Ông này thì độ khác và kia độ khác không giống nhau. Đó, do đó mà giáo lý của nhà Phật vô cùng sâu nhiệm, vô cùng sâu nhiệm, bất khả tư nghị. Mà Đức Tôn Sư của chúng ta, quý vị còn nhớ lại đó, khi Đức Tôn Sư của chúng ta đó mà đi độ chúng đó nghe, là không có một điều gì có thể làm ngăn ngại được thầy, làm ngăn ngại được đạo của ngài, làm ngăn ngại được đạo của ngài. Do đó mà khi Cò Ba Xin bắt Đức Thầy đi khỏi tổ đình, nghĩ rằng sẽ ngăn chặn được cái bước đường tiến hóa đạo của ông Tư, ha, của Đức Thầy. Hồi đó thầy có cái danh hiệu là ông Tư Hòa Hảo đó, ngăn trở được Đức Thầy và tín đồ thì cái cuộc cách mạng này không bao giờ thành công được. Nhưng mà Cò Ba Xin đã lầm rồi. Đức Thầy cho biết đó là trong bài Sa Đéc Đức Thầy đó đi khỏi tổ đình rồi, thì Cò Ba Xin bắt Đức Thầy phải giết ngay tại trước mặt đông người, xem thử Đức Thầy rời khỏi quê hương rồi có còn đủ tinh thần chăng. Đức Thầy giết ngay cái bài Sa Đéc, quý vị còn nhớ không? 172 câu đó. Nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy cửa thiền môn, còn hỡi khóa then nương xứ xa tạm giết giới đèn. Tỏ tâm sự của người liễu đạo, sách có chữ thâm ân dục báo, phận làm người hiếu thảo noi gương. Ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm non, tiết sang rú rừng thâm thẳm. Đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh, khắp bốn biển dân lành sùng bái. Muốn lập đạo có câu, thành bại sự trung chiên của khách thiền môn. Khắp sáu châu nước tiếng người đồn, ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Tiếng gọi đời sông mê hải lánh, chạm lợi quyền giàu có cạnh tranh. Bước gai trong đường đủ sỏi sành, đành tách gót lìa quê hương giả. Ta cũng chẳng lấy chi buồn bã, bởi sự thường của bậc siêu nhân giàu gian lao. Giả sắc chẳng sờn miễn sanh chốn, thông đường giải thoát. Cái gì? Đức Thầy mới nói câu này nghe, nói tới câu này là thương Thầy biết bao nhiêu. Miễn sanh chốn, thông đường giải thoát, cơn giông tố mịt mù bụi cát, chẳng nao lòng của đất từ bi. Đức Thầy cho biết vì thiên đình chưa mở hội thi nên lão phải phiêu lưu độ chúng, chứ không phải là Đức Thầy bị Cò Ba Xin đại nơi đây nơi kia người phát đại thầy được đâu. Đó là gì? Càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông, kể cả là gì thiên ma đó, kể cả là gì ma dương ở cõi tầng trời thứ sáu đó, tha hóa tự tại thiên còn phải run sợ trước giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni. Chứ đừng nói chi những đó là cái thế lực ác bá như Pháp với Mỹ mà nhầm cái gì thầy quý vị, không có nhầm cái gì trơn á, mà chúng sanh cứ ngỡ rằng ngăn trở được ông Phật, không thể đâu. Bởi vì đó Đức Thầy đó có là vậy, có tứ vô lượng tâm, có đầy đủ vậy tam thân tứ chí ngũ nhãn lục thân, có là có tứ đức ba la mật, có lục độ ba la mật, có đầy đủ năng lực nhiệm sâu bất khả tư nghị, tùy duyên khai ngộ, tùy duyên quá độ, không một ai có thể ngăn trở được bước đường tiến hóa đạo của ngài. Không ai có thể ngăn trở được cái cuộc khai đạo của thầy hết trơn á. Cho nên người Pháp cứ lầm tưởng bắt thầy nơi đây nơi kia rồi bắt đầu ngăn chặn được, không có được đâu thưa quý vị. Cho nên á, chúng sinh không có biết giáo lý của Phật là nhiệm sâu vô cùng. Kể cả đó, giáo lý của nhà Phật không chỉ những là hợp với tất cả trình độ căn cơ của chúng sinh không thôi, mà còn hợp với cả vũ trụ vạn hữu của trời và đất, cho nên gọi là kinh đó quý vị, nên gọi là kinh. Cho nên đó quý vị thấy không, khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp mà cái con hến đó, nó lê chân lên ha, nó nghe được Phật đến rồi nó được cứu, nó lê lên nó cũng bò xiết đi, nó nghe lĩnh hội pháp, vô tình người ta đạp chúng nó chết rồi. Mà lúc đó cái thần hồn của nó đang hướng về pháp bảo nhiệm màu của Phật, vậy mà nó được thoát sanh về cảnh giới thiên nhân để hưởng phước thành tiên. Con hến á, con trai đó quý vị. Cho nên giáo lý của Phật sâu nhiệm lắm, chúng ta nghe được hành được là tu đắc được. Do đó thầy nói ta yêu chúng viết ra giảng kệ, tại sao Đức Thầy không viết kinh mà lại viết giảng kệ? Bởi vì đó kinh là Đức Phật Thích Ca nói
là hợp đó, giáo hóa chúng sinh, hợp với chúng sinh vào thời chánh pháp. Còn giảng kệ là Đức Thầy thuyết ra, hợp với căn cơ chúng sinh vào thời mạt pháp. À, kinh Đức Phật thuyết ra là hợp với căn cơ chúng sinh vào thời quá khứ. À, giảng kệ Đức Thầy thuyết ra là hợp với căn cơ chúng sinh vào thời hiện tại. Đó, cho nên đó, bây giờ căn cơ chúng ta mà xem kinh là say máu ngã chứ. Bảo đảm quý vị xem Bát Nhã Tâm Kinh đó, không say máu ngã, tôi chịu gì cũng chịu. Xem diệu pháp liên qua kinh thỉnh hội không có nói. Cho nên cũng từ kinh á mà Đức Thầy rút ra rồi nói lời thường, mà chúng ta cứ ngỡ rằng sao quyết dạy trần nên nói lời thường. Cái chúng ta nói ui Đức Thầy chúng ta nói lời thường là thấp. Không phải, lời thường không phải là thấp, thưa quý vị đồng đạo mình. Lời thường là tiếng thường dùng, tôi nhắc lại nha, lời thường là tiếng thường dùng, tiếng mẹ đẻ thân yêu, tiếng quốc ngữ, tiếng Việt Nam, dễ nghe dễ hiểu, nhưng đặc biệt là khó hành lắm, khó hành dữ lắm. À, nếu mà chúng ta hành được thì chúng ta đắc liền đó, khó hành. Cho nên lời thường là Đức Thầy dịch ra cái tiếng Việt ngữ, tiếng mẹ đẻ thân yêu, dễ hiểu nhưng mà khó hành lắm. À, khó hành lắm. Để một lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu này, quý vị coi dễ hành không nha. Như vậy Đức Thầy đã ta yêu chúng viết ra giảng kệ. Đức Phật nói kinh, dù Đức Phật nói kinh hay Đức Thầy nói giảng hay kệ cũng đồng ý nghĩa với nhau. À, dù là Đức Phật quá khứ nói thế nào, Đức Phật hiện tại nói như thế ấy, Đức Phật hiện tại nói như thế nào, Đức Phật vị lai cũng nói y như vậy, không khác một nét nào, một chữ nào, không nét một cái ý nghĩa nào chứ. Mặc dù cái luận ngữ khác quý vị, cái luận ngữ của Thầy và Đức Phật Thích Ca khác hoàn toàn, nhưng ý nghĩa vẫn giống nhau 100%, không khác một chi ly nào. Ngày xưa Đức Phật dạy thế này: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Có nghĩa là việc ác gồm bỏ, việc thiện gồm làm, tự lắng lấy lòng, nghe lời Phật dạy, phải không? Ngày nay Đức Thầy luận ngữ nói khác nè: điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, từ ngữ có giống không? Không giống. Nhưng ý nghĩa giống không quý vị? Giống 100%, có khác cái gì không? Bởi vậy đó, Đức Phật và Đức Thầy của chúng ta cũng y như vậy mà nói, cũng y vậy mà giáo hóa, nhưng trình độ chúng ta nó thấp quá, lãnh hội kinh không có được. Do đó Đức Thầy nói rõ lắm: quá mắt mỏ bởi chưng phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng ó la cho hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Rõ ràng nói vậy, hiếm kẻ tường thông nghĩa lý, vậy đó, rõ vậy đó. Nhưng mà không có hiểu gì trơn, không hiểu làm sao tu đắc nữa, không hiểu làm sao biết được đâu là vậy. Cho nên Đức Thầy nói Đức Phật nói kinh mà Đức Thầy nói kệ ý nghĩa vẫn đồng nhau. Bởi vậy đó, Đức Phật và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Thầy chúng ta nói y như vậy, không khác. Về Đức Phật và Đức Thầy đó, luôn luôn lúc nào cũng dùng vậy, y pháp bất y nhân. À, dùng cái chân lý là gì? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa kinh bất y liễu nghĩa kinh. Y nghĩa bất y ngữ à, còn y ngữ bất y nghĩa là không đúng. Không đúng. Như vậy ngày xưa Đức Phật dạy tinh thần lục hòa thế nào? Thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu, kiếm hòa đồng giải, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, khẩu hòa vô tranh, đó là tinh thần lục hòa. Mà hôm nay Đức Thầy luận ngữ khác, nhưng ý nghĩa vẫn giống nè. Từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Có không? Hòa không có gì? Lúc qua chứ gì nữa? Cả kêu lớn nhỏ hoài gì à? Trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phần. Rõ ràng là lúc qua. Nhưng Đức Thầy luận ngữ có giống không? Không giống nha. Nhưng ý nghĩa giống không? Giống 100%. Bởi vì ý nghĩa bất ý ngữ mà. À, cho nên á, là hôm nay là tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta phải hòa. Nếu chúng ta không hòa là chúng ta nghe không cạn lời của Thầy rồi. Chúng ta tu mà hòa hảo mà còn ngã, còn nhân, còn giận, còn hờn với nhau đó, không có dung thứ, không có hỷ xả đó, là chúng ta không có hòa. Tu hoài cũng là chúng sanh hoài quý vị, không thể thành Phật được. Cho nên Đức Thầy nói kỹ lắm: ta yêu chúng viết ra giảng kệ. Cái yêu của Thầy cũng yêu, nhưng yêu khác với chúng ta. Chúng ta yêu là yêu bản thân mình, yêu chồng, yêu vợ của mình, yêu cha yêu mẹ của chúng ta, yêu bạn hữu, yêu con cháu của chúng ta, thân bằng quyến thuộc, yêu đồng đạo của chúng ta, những người thuận chúng ta yêu, nghịch là ghét liền. Chúng ta là cái yêu của chúng sinh á. Cái yêu của chúng sinh, cái hệ quả của nó là đi đến cái kết quả là gì? Trầm luân đau khổ. Đó là yêu ngã nhân vị kỷ. Cái yêu của chúng sinh là ngã nhân vị kỷ, cho nên mang đến kết quả là gì? Trầm luân đau khổ. Còn cái yêu của Đức Tôn Sư là gì? Yêu khắp nhân loại đại đồng, yêu bình đẳng. Cái yêu của Đức Tôn Sư là gì?
từ bi bác ái, vô ngã vị tha. Cái yêu của thầy là vô ngã vị tha, còn cái yêu của chúng sinh là vị kỷ ngã nhân, rõ ràng. Do đó mà ai muốn được tu thành Phật thì phải yêu như Đức Tôn Sư của chúng ta. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu lẫn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thể hải giữa sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Đó là tình yêu Đức Thầy chúng ta. Ai muốn được thành Phật thì phải yêu như vậy. Ông Đạo nói có nhiều người cái mặt nó tôi cũng ghét yêu nó lắm, ghét thương lắm, mà tôi niệm Phật siết mà tôi cũng thương không nổi. Sao kỳ vậy cô Phước Kiều? À, cái mặt thấy ghét quá sao thương được? Tôi nói thầy biểu mình á là phải thương cho được những người có cái gương mặt thật khó thương nhất trên cõi đời mới tu được. Và chúng ta đừng bao giờ ghét những người có cái gương mặt thật đáng ghét nhất trên cõi đời thì mới tu được, thấy không? Nếu mà chúng ta muốn thành Phật thì không lẽ yêu hết trơn còn người này bỏ ra sao được, sao thành Phật được quý vị? Bởi vì chúng ta là chúng sanh hoài là vậy đó. Cho nên á, từ bi quán của Như Lai rất là hiệu quả quý vị. Những cái người mà nghịch thù chúng ta đấy ha, là triền miên mấy chục năm trường, chúng ta không yêu được, mà nếu mà từ bi quán mà chúng ta yêu được liền. Tôi đã làm được rồi, cho nên bây giờ tôi mừng lắm quý vị. Tôi báo quý vị hay, bây giờ tôi làm được. Cái kẻ mà chữ cha mắng mẹ, trù rủa mình ha, lấn đất ha, trộm cắp của tôi ha, rồi bắt đầu là giật cả một cái tài sản lớn của tôi luôn, tôi bỏ luôn. Bây giờ tôi khởi lòng thương được cái người đó, tại vì tôi quá là những chúng sinh đó còn mê quá, quá mê cho nên họ không biết gì trơn á. Họ là người từ trong bóng tối bước sâu vào trong bóng tối, còn chúng ta là người giác ngộ từ trong ánh sáng bước ra ánh sáng nữa, bước lên, tiến lên ánh sáng của Phật. Con đường vậy, con đường giải thoát của Phật. Còn chúng từ trong bóng tối bước sâu vào trong địa ngục, chúng ta không thương mà ghét là ghét nghĩa gì? Ghét sao được mà ghét những cái người mà làm tội với mình á, nói xấu mình ha, trù dập mình, trộm cắp của mình, những cái người mà làm đó là cho mình khổ đau đó, những chúng sinh đó mê rất là tội nghiệp. Những cái người tham lam nhiều chừng nào chúng ta tội nghiệp hơn chừng này mới là đúng. Bởi vậy đức từ bi của Phật chúng ta đọc thôi, đức bi đó. Nếu có chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, thì Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ lại, thương xót không cùng. Cho nên cái tình yêu của Đức Thầy là yêu như vậy đó vậy, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Ta có tình yêu rất đậm nồng, tôi mới được vừa đọc rồi đó. Như vậy ta yêu chúng viết ra giảng kệ, viết ra giảng kệ. Thì trong giảng kệ Đức Tôn Sư đó, gồm có là 6 quyển. Trong đó là quyển nhất là sám giảng, quyển nhì kệ dân người khùng, quyển ba sám giảng, quyển tư giác mê tâm kệ, quyển năm khuyến thiện, quyển sáu tông chỉ hành đạo, viết theo lối văn xuôi. Và tất cả gồm có là hơn 200 bài thi văn ngắn dài. Và tất cả trong thấm giảm thi văn giáo lý toàn bộ Đức Tôn Sư là gồm viết kể cả gì? Những tinh túy, những yếu lý sâu nhiệm trong tam thừa thánh giáo của Như Lai Phật Tổ gồm vào trong đó hết trơn luôn. 49 năm Như Lai thuyết pháp, bao nhiêu Đức Thầy gút trong đó hết, gút trong đó hết. Thưa quý vị, cho nên Đức Thầy hôm nay dạy chúng ta đó, phải tìm hiểu nghĩa thì làm theo đắc đạo. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ mới khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Tăng đồ là hạng xuất gia, tín đồ là hạng tại gia, phải không? Ở trong thế giới này có mấy tỷ người, nhưng mà trong đó có rất nhiều người tu hành, dù là tu hành theo phương pháp nào cũng phân ra làm hai hạng thôi, là tại gia với xuất gia mà thôi. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người đó, hạng tại gia và xuất gia. Như vậy khuyên tăng đồ là hàng xuất gia, tín đồ là hàng tại gia. Khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Nhớ vậy Đức Thầy dạy tín đồ. Bây giờ chúng ta nói tín đồ trước. Tín đồ, tôi nói hồi nãy đó, quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Thường không gì? Tu, đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Nghe dễ hiểu không vậy? Hiểu không? Hiểu như hành nói không? Tu chết lên chết xuống tới giờ thành chưa xong nè. Có nhiều người nói chàng ơi, câu này thì tu đạo nhân thôi, có gì đâu khó. Vậy là người đó chưa hiểu rồi. Xin thưa, đạo nhân của Khổng Thánh đó quý vị, dạy nam đó, dạy người tu đó, nam có tam can ngũ thường, nữ có tam tùng tứ đức. Đạo nhân của Khổng Thánh dạy đó là đó, người tu theo đạo nhân của Khổng Thánh đó là hội đủ bốn đức tính cao quý, đó là trung hiếu tiết nghĩa. Mà tu theo đạo nhân của Khổng Thánh là đạt đến chỗ gì? Tột cùng đó là trí thiện nha, trí thiện. Còn đạo nhân của thầy là vượt hơn Khổng Thánh tới mấy bậc luôn quý vị.
chẳng những là chí thiện, mà đạo nhân của thầy là dạy chúng ta tu đạt đến chỗ toàn thiện, chẳng những toàn thiện mà là toàn mỹ, chẳng những toàn mỹ mà là toàn giác. À, tại sao tôi dám nói vậy? Bởi vì thầy nói muốn làm tròn nhân đạo phải như dạng tứ ân, nhưng trước hết hãy tránh tam nghiệp và chừa thập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đường cho thiếu nợ. Tránh tam nghiệp chừa thập ác phải là toàn thiện không? Mà toàn thiện là vượt lên chí thiện rồi, hay không? À, là toàn mỹ toàn giác. Như vậy thì phẩm báo tứ ân này được Đức Tôn Sư chúng ta rút ở đâu? Rút trong kinh Tâm Địa Quán Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trên đền bốn ân trọng, dưới phổ cứu ba đường. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho biết đó, nếu ai mà thọ trì theo phẩm báo tứ ân thì sẽ được siêu diệt sanh tử, được giải thoát, đồng thời có mặt tại kỳ đại hội Long Hoa. Do đó Đức Thầy mới xác định đó, nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mới còn, câu quân lý tứ ân chạm dạ nếu chẳng nhìn phải đọa đừng than, loài cầm thú còn hay biết ổ, huống chi người nỡ bỏ tứ ân. À, một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lỡ, phong thần bản ghi. Và trong bài Chôn Cò Thảo thì sao? Đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Quý vị thử nghĩ coi, tu tứ ân của thầy tu nổi không quý vị? Tu chết lên chết xuống còn chưa có nhúc nhích, mà bày đặt nói tu đạo nhân của Đức Bình giáo chủ bình thường, không bình thường tí nào, thâm sâu vô cùng, khó hành vô cùng. Cho đó, do đó Đức Thầy mới nói ráng, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Muốn tu thiên đạo, Phật đạo thì trước phải tu nhân đạo. Quý vị nghĩ coi tu nhân đạo khó không nè? Quý vị có thấy bao giờ ông Phật nào mà còn nói giọng ngữ không? Phật nào còn nói dối? Mà chúng ta tu đòi thành Phật, muốn thành Phật mà còn nói dối thì làm sao thành Phật? Một cái lý nghĩa bình thường thôi. À, chúng ta nói thấy ông Phật nào, còn ông Phật nào còn tham không gì? Có bảo thủ không? Phật nào mà tham? Ông Phật nào cũng hỷ xả hết, nhưng chúng ta vẫn còn bảo thủ nha. À, một câu của thầy đó, muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí việc làm ích kỷ. Chúng ta bố thí một chút ít hà, bớt tham một chút xíu hà, chứ chưa có hết tham đâu. Mà bố thí cỡ tầm cỡ nhân cấp cô độc kìa, đó mới là chứng thánh tại thế gian, mới là hết tham. Còn cái dạng của chúng ta là mới bớt tham thôi. Hỡi ôi thấy chúng bớt mê, đạo màu siêu diệt, tập đề là đây mới tập tu thôi, mới tập hành thôi, chứ chúng ta chưa chứng đâu, phải không? Làm sao mà đạo nhân của thầy mà dễ được quý vị? Không dễ tí nào đâu nha quý vị. Đạo nhân quý vị đã hành xong thì đạo tiên đạo Phật cũng xong. Tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Đồng đạo hỏi tôi sao mà tu hoài không phát huệ là vậy đó. Tôi nói tại vì tu mấy chục năm mà mấy ông phát quả hoài đó, lấy gì phát huệ. Thầy mới nói một câu mà chúng ta nghe, người ta nghe là để là tâm niệm không? Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Mà ngạc nổi nó phát quạo hoài à, nó nghịch ý là nó phát quạo lên, nó sân si lên. Cho nên đạo nhân của thầy thâm sâu lắm quý vị ơi. À, tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Quý vị thấy đó, là tu đạo làm người của thầy đâu phải dễ. Đâu phải dễ nè, trừ tham nè, sân nè, si nè, rồi đó là đoạn bốn ác của khẩu nè, ba ác của thân nè. Nha, thân của chúng ta đó đã ăn chay trường rồi, nhưng mà không đoạn trừ tâm sát là tu không thành Phật. Chúng ta đã tránh tà dâm không quan hệ bất chính, nhưng không đoạn trừ dâm tâm là tu không thành Phật. Chúng ta đã không đạo tặc, không trộm cắp của ai, nhưng không đoạn trừ được cái tâm mưu mô trước quỷ. À, mưu tính làm sao? À, tính làm sao mà chiếm đoạt tài sản của bá tánh về làm của riêng? Đó là tâm đạo tặc. Cái tâm này chúng ta không đoạn là tu đời đời vô thủy kiếp, từ nay tới nay chúng ta tu không đoạn được cái tâm đó thì làm sao thành Phật được? Do đó Đức Phật mới nói tôn giả A Nan này, A Nan, người tu mà không đoạn trừ cái dâm tâm, à, rồi cái tâm trộm cắp, và đó không đoạn trừ đó là cái tâm trộm cắp, cái tâm là đoạn trừ cái dâm tâm và cái tâm sát hại chúng sinh, à, một khi giận ai đó nghe không nói gì cả, nhưng trong tâm thì trù ẻo cho ta chết cho rồi. Bởi vì chúng ta ghét những người đó là chúng ta không muốn họ lãng giảng trước mặt chúng ta, muốn cho họ chết phức đó cho rồi. À, chúng ta thấy họ bị nạn chúng ta mừng lắm, tại vì những kẻ đó là kẻ thù của mình, cho nên họ gặp nạn mình mừng lắm, tổn phước chưa cùng. Chúng ta không đoạn trừ được cái tâm đó tu không thành Phật. Do đó Phật mới nói tôn giả A Nan, người tu mà không đoạn trừ cái tâm đó thì tu đời đời không thành Phật. Cũng có
có khác gì kẻ lấy cát mà đi nấu, mong được chín thành cơm thì làm sao mà thành cơm được. Vậy cái nhân của nó là dâm thì làm sao mà tu thành Phật, cát thì làm sao mà nấu thành cơm được quý vị. Cái nhân của nó là gì? Là đạo tặc, là tà dâm, là nói dối, là tham lam ích kỷ thì làm sao tu thành Phật. Do đó đạo nhân của Đức Thầy khó lắm quý vị. Đạo nhân của Thầy tu là tu chết lên chết xuống chứ không phải bình thường. Khuyên tăng đồ cùng các tín đồ, tín đồ nghe cho kỹ lời Thầy rồi tới tăng đồ. Tín đồ bắt đầu ha, tu một thời gian cái bắt đầu chúng ta đi làm từ thiện. Quý vị đi làm từ thiện rất nhiều, tốt, nhưng mà làm rồi kể công tôi nhiều, công người kia ít, tôi nhiều hơn. Kể thưa quý vị, nếu nói kể thì đó, Đức Thầy của chúng ta kể ra không biết sách sử nào mà ghi cho hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể ra thì sách sử nào mà ghi. Như Lai 49 năm qua Như Lai không nói một lời, đó là lời Phật nói. 49 năm qua Như Lai không nói một lời. Vì đạo của Phật Thích Ca luôn luôn đó, Ngài cho biết đạo của ta từ trước đến nay luôn luôn lấy vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, mà vô niệm làm tâm. Mà đạo của Phật Thích Ca Mâu Ni là tu đạt đến cái lý vô tu, vô chứng, vô sở đắc, vô sở hành. Tu như không tu, chứng như không chứng, không trải qua các quả mà tự nhiên được cao tột. Ngày nay cũng với lý đó mà Đức Tôn Sư nói rất rõ: làm vô vi chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Thưa quý vị, làm có thời gian chúng ta làm có mấy mươi năm đâu, làm cho đạo được nhiêu. Chúng ta đang đền trả tứ ân, nợ tứ ân lúc đầu trả chưa có hết mà kể công lao gì tùm lum. Quý vị ơi, công lao gì đâu, công lao gì? Chúng ta đang đền trả tứ ân thiếu nợ đi nè, mà công lao gì đâu mà kể. Kể ra đó thì nếu mà đồng đạo khen thì tôi làm, chê là tôi bỏ, chê là tôi bỏ. 7-8 thành viên thôi mà cũng cự nữ nhau hoài, không hòa không thuận thì làm sao phát triển tôn giáo. Mình bỏ thì cuộc đời tu của mình kể như xong, chứ đâu có hại cho người khác mà có hại cho bản thân mình. Do đó Đức Thầy mới viết chúng ta ra là chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng nệ mau lâu, giáo khuyên khắp hết đâu đâu, bớt điều mỹ dối mới hầu thấy ta. Rất là rõ ràng. Do đó mà Đức Thầy dạy là khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Dạy tín đồ xong rồi, dạy tín đồ xong rồi, Đức Thầy dạy tới tăng đồ. Tăng của người ta đâu vậy? Tăng của người ta đó có tam y nhất bát nghe vậy. Tôi nói tăng nghe không nói sư nghe vậy. Tôi không nói sư, vì nói sư đó thì nó nhạy cảm. Mà nói tăng, bây giờ thầy nói tăng mình nói tăng à? Mình truyền lời của thầy mà mình truyền. Như vậy thầy nói tăng của người ta có tam y nhất bát. Mà tăng bây giờ nếu ai là hàng xuất gia là tăng, mà thọ hưởng của này, xe hơi nè, nhà lầu nè, ha, bất động sản nhiều rơi nè, tiền tỷ gửi ngân hàng nè, xài điện thoại cái nào cái nấy, cái thấy hết hồn nè, phòng ốc cái nào nấy, nằm cái là cái giường rộng, vô đó tôi không nổi đâu quý vị. Thì như vậy đó, tăng đó là ác tăng. Thầy khẳng định là ác tăng. Còn tăng đó, tam y nhất bát không có tham đó, thì đó là chơn tăng. Tức thầy phân làm hai hạng, chơn tăng và ác tăng rất rõ. Ai là ác tăng thì tự mình biết, ai là chơn tăng thì tự mình biết. Do đó Đức Thầy nói là nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất, tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chủ hột lè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Tu còn ham chai to đám bự, đặng thế gian dân cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa, bảo làm sao dân không xa ngã nghe lời rù. Tâm nọ phái kia cả tăng đồ, trong nước chia lìa, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Có cái gì? Phật có dạy riêng chùa riêng Phật không? Đức Thầy mới khuyên nè, bị tăng chúng quá ham chùa ngói, nên tới khuyên khắp chúng cùng làng, Phật nào ham tượng cốt phách vàng, mà tăng tạo hao tiền bá tánh, việc giả dối từ đây nên lánh. Bổn đạo ơi, hãy ráng sửa mình, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Rõ như vậy đúng không vậy? Chẳng trọn uổng thay một kiếp, rất uổng. Do đó Đức Thầy mới nhắc là ta ra sức viết câu quyền bí,
chúng dân ơi, rắn kiếm rắn tầm, giống thú kia là loại sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức, thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rất hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ân, kinh với sấm chúng dân thường thấy, chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Đức Phật thầy chúng ta dạy rất rõ ràng về vấn đề tăng phải tu như thế nào, và tín đồ cư sĩ tại gia tu như thế nào. Bất cứ là cư sĩ tại gia hay xuất gia cũng phải tu đạo nhân trước thì mới thành tiên thành Phật được. Chúng ta nhớ kỹ, hàng tại gia của chúng ta là tu bốn ăn cái gì, bốn ăn thôi tu còn gần chết tu không nổi. Còn xuất gia đó ha, Đức thầy cho hay nghe, tăng là xuất gia đó mấy ông, tới năm ân lận đó nghe, năm ân đó, ân đà na thí chủ nên chi, phải không? Đâu phải là tu mà mấy ông mà tu mà lơ tơ mơ thì mấy ông mà được vào hội luôn quá, mong tu lơ tơ mơ mà được giảm sanh cực lạc đâu có dễ, không có dễ đâu. Cho nên là đạo nhân kể cả hàng xuất gia và tại gia vô cùng khó khăn, vượt qua cái ải này thì mới quy tiên về Phật được. Thưa quý vị, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ, Đức thầy nói nghe cạn lời chớ có mờ hồ. Cạn lời là cạn lời sao? Chúng ta nghe bằng thức là không cạn lời, mà nghe bằng trí, trí tuệ chánh kiến thấy đúng sự thật thì mới là cạn lời. Nghe bằng thức nghe bằng thức của phàm phu có nghĩa là học thuộc lào trên văn tự, lựng lào trên văn tự mà không có hành, không có tu, không có sửa, trao sửa gì hết thì làm gì mà cạn lời được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa trả lời tôn giả A Nan thế này. A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, thế nào là chánh kiến? Đức Phật trả lời A Nan, ông nghe cho kỹ, chánh kiến là thứ nhận thức được thoát hai luận chấp mê lầm có và không, khi khổ đau phát sinh, khi khổ đau tàn hại. Chánh kiến là thứ nhận thức được thoát hai lối luận chấp mê lầm có và không. Khi ta đã thấy được tự tính chân thật thực tại của nó rồi thì ta không còn bị ràng buộc bởi hai tà kiến ấy nữa, bởi hai tà kiến ấy nữa. Người có chánh kiến luôn luôn thấy được quá trình phát sinh và hoại diệt của các pháp. Sự quá trình phát sinh và hoại diệt của các pháp. Người có chánh kiến luôn luôn thấy được quá trình phát sinh và hoại diệt của các pháp. Sự khổ phát sinh, khổ đau và tàn hại của vạn pháp. Sự phát sinh khổ đau và tàn hại của vạn pháp cũng không lay chuyển được người có chánh kiến. Tức là người có chánh kiến thấy được cái quá trình phát sinh và hoại diệt của vạn pháp đó. Quá trình phát sinh cái sự khổ đau là bắt nguồn từ đâu? Từ tâm tham ái. Quá trình phát sinh qua ra sự khổ đau là bắt nguồn từ cái gì? Cái tâm mê vọng. Cái tâm mê vọng của chúng sinh mà Đức Phật cho biết đó. Này hỏi các tỳ kheo, Như Lai nói tác ý chính là nghiệp. Cho nên Đức Phật ngày xưa ngài đó tu hành thành Phật, ngài mới lập giới. Bởi vì công năng của giới đó là đoạn trừ ngay cái tác ý từ lúc đầu tiên mới khởi lên. Đoạn trừ công năng của giới tám điều răn cấm của Đức Thầy đó là còn có nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện nghiệp giới và nhiều ít hữu tình giới. Tại sao Đức Phật phải lập giới? Bởi vì cái tâm của chúng sinh thường khởi lên những vọng tưởng mê lầm và tạo ác nghiệp. Do đó Đức Phật bắt buộc phải lập giới để bắt buộc chúng sinh tu là phải giữ giới. Nếu không giữ giới là chúng ta tạo ác, mà tạo ác thì chúng ta tạo cái nhân luân hồi, mà tạo cái nhân luân hồi thì phải chúng ta phải thọ lấy cái thân sau để mà chịu khổ. Cho nên cái chánh kiến đó là phải nhìn thấy được cái quá trình phát sinh cái nhân khổ là bắt nguồn từ cái tác ý bất thiện của chúng ta. Do đó mà Đức Phật Đức Thầy dạy chúng ta là phải giữ giới. Công năng của nhiếp lực nghi giới là ngăn ác. Ngăn ác thì tác ý chúng ta không khởi, và tác ý không khởi không tạo cái nhân bất thiện thì làm gì có hộp giống bất lành mà chúng ta thọ cái quả khổ. Do đó ngăn ngay từ lúc đầu tiên, việc ác chưa sanh ngăn không cho sanh, đó là tu theo tướng chánh cần. Việc ác đã sanh, lỡ chúng ta đã tạo rồi, chưa có quy y thì ai cũng có làm ác hết. Việc ác đã sanh ngăn không cho lớn, dứt khoát là không duyên đủ cho nó. Nếu duyên đủ cho cái nhân này là chúng ta phải thọ lấy cái quả khổ. Do đó việc ác đã sanh ngăn không cho lớn, việc thiện chưa sanh tạo cơ hội cho sanh, việc thiện đã sanh trợ trưởng
cho lớn thêm, xét kỹ hậu quả trước khi chúng ta suy nghĩ nói và làm bất cứ việc gì. Luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ đến câu nhân quả của Phật dạy. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Nhiếp lực nghi giới là chúng ta ngăn ác, mà nhiếp thiện nghiệp giới đó, chẳng những chúng ta không gieo, tác ý chúng ta không khởi lên cái ý bất thiện, mà chúng ta còn gieo gì? Khởi lên cái ý là gì? Thiện lành. Đó là nhiếp thiện nghiệp giới, gieo trồng cái hột giống Bồ Đề. Và chúng ta dùng phần tưới nước cho nó bằng là lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ cho hột giống Bồ Đề này mau mập mầm đâm tuột, đôm qua và kết trái. Đó là nhiếp thiện nghiệp giới, là chúng ta gieo hột giống thiện. Nhiều ít hữu tình giới là nương giới làm lợi lạc cho các giới chúng hữu tình làm các thiện hạnh, dung trồng cho hột giống Bồ Đề này đủ duyên thì cây Bồ Đề sẽ đủ lớn và đôm qua kết trái. Do đó mà trong giới luật của nhà Phật gồm có nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện nghiệp giới và nhiều ít hữu tình giới. Trong 8 điều răn cấm của Đức Tôn Sư, chúng ta đã viết ngắn gọn vậy đó quý vị, nhưng đã hội đủ tam tụ tịnh giới của chư Bồ Tát thường hành, gồm có nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện nghiệp giới và nhiều ít hữu tình giới, có công năng diệu dụng đưa tất cả dạng loài chúng sinh từ bờ mê vượt sang bến giác, tránh được cái cảnh khổ đau sanh già bệnh chết. Chẳng những giới luật của nhà Phật là giúp cho chúng ta không tạo ác, mà còn đã giúp cho nhà tu đó đến được bên kia bờ giác ngạn giải thoát và tương lai thành Phật, thành Phật. Cho nên Tổ Huy Sơn nói đó là tam giác duyên minh cố xưng duy Phật, nhất giả tự giác ngộ tánh chân thường liễu hoặc hư vọng, nhị giả giác tha dẫn vô duyên từ độ hữu tình giới, tam giả giác hạnh duyên mãn cùng nguyên cực để hạnh mãn duyên cơ. Có nghĩa là ba giác tròn sáng cho nên xưng là Phật. Ba giác ấy là: một là tự giác, nghĩa là tự mình tỏ ngộ tánh chân thường hết sự mê lầm dối giả; hai là giác tha, nghĩa là đem lòng từ gieo duyên độ cõi hữu tình; ba là giác hạnh duyên mãn, có nghĩa là biết cùng nguồn tận đáy hạnh mãn quả tròn vậy. Thì quý vị xem kỹ lại coi, xem kỹ lại coi, gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà nhớ từ bi, hai chữ ngâm nga dầu làm lụng cũng là trì trí. Quý vị tu pháp nào, tu pháp nào cũng phải dựa trên nền tảng cơ bản của giới luật mới được thành tựu. 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu đồng đạo chúng ta đang hành, thấy không? 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu rộng như biển cả luôn, nhưng phải dựa trên nền tảng cơ bản của giới luật mới được thành tựu. Cho nên Đức Thầy mới nhấn mạnh, Đức Thầy nó cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Cái đồng đạo chúng ta hiểu lầm, nói vậy là giữ giới là quan trọng, còn cúng lại là món trợ đạo. Muốn cúng cúng, muốn không không, phải không? À, cúng cũng được, cúng trễ cũng được, cúng sớm cũng được. Không phải, cái nghĩa không phải vậy. Bởi vì nghe cạn lời của Thầy là phải có chánh kiến. Thưa quý vị, như vậy ở câu này thì Đức Thầy nói là món trợ đạo, nhưng ở chỗ khác thì đã cúng lại, Đức Thầy khẳng định đây là gì? Đây là pháp tu vi diệu, là bát chánh đạo, là chánh niệm, chứ không phải là món là trợ đạo bình thường như mình tưởng. Chỗ này thì Đức Thầy nói vậy, mà chỗ khác thì thứ bảy chánh niệm. Vậy thì khi cầu, khi nguyện, chuyện gì thành tâm, sáng cầu thời là tội lỗi của tổ tiên cha mẹ chúng ta mòn tiêu một thời, chiều thành tâm cầu thời là tội lỗi mòn tiêu một thời. Bởi vì đó, Đức Thầy nó muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mà cổ đức cho biết là thành tâm sở chí, kim thạch dị khai, có nghĩa là sức thành tâm khẩn thiết hướng về đâu thì có sức chẻ núi phá vàng tới đó. Sáng thành tâm cầu thời, thành tâm nghe mới tiêu nghe, không thành tâm là tội của tổ tiên cha mẹ không tiêu, vì chúng ta đâu có báo hiếu được. Vậy thì tiêu một thời, chiều thành tâm tiêu một thời, sáng tiêu chiều tiêu, mòn tiêu tới tiêu mất hết. Do đó Đức Thầy này, Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai là vậy. Rồi vậy đó quý vị, giáo lý hệ sâu nhiễm vậy, mà chúng ta hiểu cái góc độ này như vậy, mà hiểu góc độ khác thì nó khác liền. Cho nên nó nghe cạn lời của Thầy phải xem cho kỹ, xem chỗ này rồi xem chỗ kia. À, chỗ này đó thầy đó là món trợ đạo, mà chỗ kia thì là bát chánh đạo. À, chỗ này thì Đức Thầy nói tu thập thiện cần tu. À, thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. Đằng này chúng ta cứ đè mà niệm Phật cho nhiều, mà trong khi tam nghiệp của chúng ta đó không có thanh tịnh, không có thanh tịnh, ngồi lại không chịu nói chuyện tu hành mà nói thị phi. Cái nhóm đi núi đó, cái nhóm đó là cái nhóm con của ông Năm Chèo, còn cái nhóm của mình là nhóm con Tư Hảo, phải không? Phải con của Thầy không? Con của Thầy sao mà đi nói chuyện là thị phi của ta? Con của Thầy là phải nói chuyện tu hành, chứ đâu mà nói chuyện thị phi. Cái đó chắc cũng là con Năm nói gì đó,
Chứ con Tư đâu kỳ vậy? Con Tư là lúc nào cũng phải nói chuyện là nói cái điều tốt không à. À mà Lục Tổ đã dạy chúng ta rồi. À Lục Tổ nói là phàm là bậc chân tu không thấy người đời lỗi, người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bài. Thầy không cho mình chê, Đức Thầy không kêu mình xét ai chứ đó. Thầy kêu nghe cạn lời nè, tu theo Thầy nè, các đệ tử à, tín đồ nghe lời Thầy, theo lời Thầy, ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rên ra ngoài là tu đó. Đằng này cứ soi người ta, cứ nói gì chỉ chiếu người ta cho ta rinh, mà của mình còn y nguyên, tánh xấu còn y nguyên. Cho nên tôi nói hoài đó, Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tật còn nguyên. À, không có sửa gì trên á, kỳ cục kỳ đó. Cho nên á, Đức Thầy mới nói câu thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim ốc sát phàm. Ai biết chi việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thánh. Đức Lục Tổ ít ai dám sánh người dốt mà, nói pháp quá rành, lựa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Cái đàn này cái chúng ta chấp ngữ nữa, y ngữ bất y nghĩa. À, chúng ta nói Lục Tổ dốt, thôi mình khỏi học, mình lo niệm Phật cũng tỏ ngộ, hay không? À, Lục Tổ dốt mà nói pháp quá rành, mình cũng dốt luôn, mà mình nói pháp tào lao chứ gạnh gì. Mình nói có chúng ở đâu đâu mà dốt. Cái dốt của chúng ta là dốt của chúng sanh, cái dốt của chúng ta là dốt đặc, dốt thật sự, dốt mê. Còn Lục Tổ đâu có dốt hồi nào, Lục Tổ không có dốt quá vậy. Đức Thầy nói vậy chứ Lục Tổ không có dốt. Lục Tổ là gì? Là Ngài là bậc ứng cúng vô sanh, là bậc giác ngộ. Ngài đó thị hiện ra đời đó là để phá đi cái ngã nhân á, cái chấp ngã của chúng sinh cho rằng người dốt tu không thành Phật. Cho nên Lục Tổ thị hiện cái là người dốt vậy thôi, chứ Lục Tổ là bậc vô học. Ngài đó tu họ từ vô thị kiếp tới bây giờ là tu là thành Phật rồi. Mà dốt ở chỗ nào? Lục Tổ ở đâu mà dốt ở đâu mà chúng ta đem cái dốt đặc của chúng sinh mà đi so với ông Tổ? Quý vị ơi, cái đó là không có đúng. Đó, rồi cái ngồi lại bàn tròn á, nói pháp ở trên á là thượng thừa, tối thượng thừa. Tôi nói thôi dùm ơn tu nhân trước. À, đồng đạo nói nè, tâm bình đẳng chẳng cần giữ giới, làm việc ngay há đợi tu thiền. Đó là câu của Lục Tổ nói. Đức Lục Tổ nói pháp đốt. Mà đằng này tâm bình đẳng là tâm của ông Tổ mới bình đẳng được. Còn tâm của chúng ta là nhân ngã muốn chết luôn, ráng lo giữ tám điều căn cấm của Thầy đi. Ở đó mà tâm bình đẳng chẳng cần giữ giới. Chúng ta bình đẳng ở chỗ nào đâu? Chúng ta là nhân ngã muốn chết phải không quý vị? Rất là nhân ngã. Đó, cho nên cái chánh kiến chúng ta thấy như sao? Chúng ta đừng có so với Lục Tổ nữa, thấy không? Chúng ta là chúng sanh giúp đặc thiệt đó. À, chúng ta mê muốn chết luôn. Lục Tổ là bậc vô học, là giác ngộ, mà đi so với Lục Tổ. À, quý vị ơi, cái chỗ này quý vị mới khổ nè. Rồi Đức Thầy nói, khi thì Đức Thầy chỉ Phật Tây Phương, khi thì Đức Thầy không chỉ Phật Tây Phương. Là nghĩa là sao? Đức Thầy nói là ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ, mong mọi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Chúng ta chạy thêm tìm Phật Tây Phương, kiếm bằng Phật đâu trên núi trên non, trốn lên núi niệm Phật đặng lên tòa sen. Ở dưới đây á, người ta khổ não không lo cứu độ, phải không vậy? Thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ ở đâu? Không làm mà trốn lên đó, bảo đảm quý vị niệm tới chết cũng lên tòa sen không nổi. Bây giờ đó là lối tu gì? Dễ kỹ, dễ kỹ. Ngày xưa Đức Thầy chúng ta phải buông ba giấc giả, Đức Phật Thích Ca phải buông ba giấc giả 49 năm để hoằng khai chánh pháp. Mà đằng này mình là tín đồ, không lo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, mà trốn lên núi đặng niệm Phật. Đặng mà gì? Để lánh đời. Giống như ông Bá Nhẫn trốn loài người vào rừng tu cũng bị hai chồng chim nó phá, cũng không có đắc. Nói vậy nên nó tu cũng đắc đâu. Cho nên đâu có ngộ được, ngộ được cái chân tánh của mình đâu mà đắc. Cái chân tánh của chúng ta đâu có phải đi lên núi tìm mới có Phật đâu. À, Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Cho nên Đức Thầy không có chỉ Phật Tây Phương nữa. Đức Thầy nói đường đạo lý chớ nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Trong não trí quý vị đó, Phật ở đó đó. Phật là gì? Là bắt cầu bồi lộ, Phật là các nhà tình thương, Phật là hiếu thảo với mẹ cha, Phật là cứu độ mọi người, Phật là hòa hết khoan dung tha thứ, Phật là từ bi bác ái, vô ngã vị tha, thương hết muôn lời, không chấp nhất bất cứ một pháp nào trong thế gian là Phật. Chứ Phật ở đâu trên núi? Phật ở đâu trên non? Không có. Phật ở đâu trong chùa? Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa, lui khỏi cửa ra tay cấu xé. Tao vô chùa tao lại Phật, mà ra đây đứa nào đụng tao là chết nghe bay. Thấy không? Tao tu đó nghe.
Đứa nào mà đừng có nói tới tao, nói tới tao là tới xấu nghe, tao tu rồi đó, tao không tu rồi mày chết rồi. Nghĩ coi, thấy không? Vậy thì sao phải Phật? Phật ở đây nè, đâu có đi tím ở đâu nữa. Cho nên Lục Tổ ngộ một câu: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, là tổ ngộ liền. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm là gì? Câu này Lục Tổ nói chơn đế hoàn toàn, không có tục đế nha. Lục Tổ nói chơn đế toàn diện câu này là chơn đế. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm là gì? Là không trụ vào một nơi nào, mà nơi nào cũng có, mới chính là bổn lai. Đi hành đạo bất cứ nơi nào không thấy chúng ta hành. Ăn chay mấy chục năm không thấy ăn chay, mà bố thí biết bao nhiêu, cả trăm tỷ đồng cũng không thấy có. Cái lý vô tu vô chứng đó, vô ngã của nhà Phật ở đây. Mà chúng ta thấy có làm, tôi làm nhiều, tôi đó, ha, tôi, ha, không? À, tôi là Bồ Tát, tôi là Phật vậy đó. Cái chỗ chúng ta làm chỗ nào thì dính chỗ đó, là thấy cái gì là mắc ở đó. Thấy gì là mắc. Các bậc thánh nhân của người ta đó ha, là quý vị ơi tu đó ha, hỷ xả vô cùng. Còn chúng ta đó, tu mà cái tâm hẹp hòi ích kỷ. Cái chú này nói nè, quý vị nghĩ coi, đi cầu nguyện mà lập thành hai ba đội ha. Cái người của bên cái đội ông A mà qua cái đội của bà B mà cầu nguyện đó nghe, là cấm không cho trở về đội, chỉ ngay mặt luôn quý bà đó ha. Hai chồng bà qua cái đội bên này luôn, tôi cấm trở về đội tôi nghe. Quý vị nghĩ coi, đi cầu nguyện tạo phúc cho bá tánh, đi cầu nguyện là quan hôn tang tế mà cấm không cho trở về đội mình. Chỉ một lần đi cầu nguyện với đội khác thôi là cấm không cho trở lại đội này. Quý vị nghĩ coi, tu vậy mà đòi thành Phật gì? Cho nên Nam Mô Phật là còn nguyên là vậy. À quý vị nghĩ coi, rồi đó nghe, mời mời đi đám tuần đám ra đám dỗ, mời đích danh nghe, mà mời truyền miệng là không đi, là không đi đó, thấy không? Cái ngã nó dữ gì đó. Rồi cái đồng đạo nói, cái ông mà tu vậy sao thành Phật được? Cái ông mới nói là dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chàng mẹ ơi, đi so với quan thượng đẳng đại thần, quan thượng đẳng đại thần. Cái ông mới nói nè, quan thượng đẳng đại thần cũng sát giết chúng sinh mà cũng là thành thần. Vậy là ông không biết rồi. Quan thượng đẳng đại thần của người ta là đó, là giết ly miêu cứu vạn thử, giải phóng với dân tộc. Chứ không phải cái tâm mà sân si ái ố nhỏ nhen như ông. Quan thượng đẳng đại thần là có đầy đủ là trung hiếu tiết nghĩa, bốn đức tính cao quý. Ông chưa có đức nào trên á, mà so với quan thượng đẳng đại thần về chánh thần đâu có được. Cái dạng cái tâm sân si ái ố nhỏ nhen như cái ông đó đó, cái ông A ông B đó đó, mà nói là so với quan thượng đẳng đại thần, xin thưa, thua. Thưa quý vị, ông đó chỉ có về A Tu La thần, tà thần thôi, chứ làm sao mà về chánh thần nổi. Dễ à, về vô quan thượng đẳng đại thần mà đi so với quan thượng đẳng đại thần, mắc cười thiệt chứ. À, bởi vì từ cái chỗ mà không có hiểu được, không có nghe cạn lời của thầy, cái chỗ chánh là ở đây nè. À, cái chỗ là tu là cũng ở đây, chứ không có đi kiếm ở đâu xa xôi hết nha quý vị. Hoàn toàn chúng ta đừng đi đâu xa hết. Tu tại gia, đắc đạo tại nhà, đốt cháy thời gian. À, quý vị cứ hiếu thảo mẹ cha đi, quý vị cứ hòa nhã với anh em đi, quý vị cứ thương hết mọi người đi. Ai lỗi chúng ta bỏ, chúng ta đừng chấp. À, quý vị cứ bố thí mà đừng thấy gì, đừng thấy mình có làm. À, chúng ta có làm, mà cái làm đó là vì đền trả tứ ân, giúp người đừng đợi trả ơn, giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Chúng ta bố thí là gì? Là thứ nhất là trừ tham, thứ hai là báo đáp tứ đại trọng ân, thứ ba là gì? Thứ ba là tạo nên phước đức. Phước đức, và chúng ta tu theo cái hạnh từ bi của Phật, bác ái của Phật. Bởi vì trong vô từ quá khứ đến nay, từ Phật Đức Phật quá khứ hiện tại đến vị lai, không có một vị Phật nào không tu phước mà thành Phật cả. Không có ai mà không tu phước mà thành Phật. Thế gian muốn có sức dạo trong hàng trời người, phước lực là hết do phước thành Phật đạo. Chẳng những hạnh tu phước này đoạn trừ tham ái mà còn đưa hành giả quy tiên về Phật. À, cho nên thầy nói là cả kêu bổn đạo, ai là thiệt tu, muốn cho rắn đặng quá cù, xả thân làm phước, diêm phù vượt qua. Rồi tới câu đó gì? Đó là quy tiên. Của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí, ngọc tòa được lên. Cái nghĩa của hảo tâm nó sâu lắm quý vị, chứ không phải bình thường như mình tưởng đâu. Do đó mà chúng ta phải thấy được cái giáo lý Đức Thầy sâu nhiệm. Cái chỗ mà chánh kiến Đức Thầy dạy chúng ta cần nhìn cho kỹ, nghe cho kỹ, coi rồi phải nhận cho hiểu lý. Câu quyền sâu của kẻ khùng này, bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chứ chẳng phải của người lãng trí. Mê giới tỉnh, nhận ra là lý, thấy dương trần, ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Ngày xưa Đức Thầy của chúng ta, cách ăn, cách nói, cách ở,
cách làm Đức Thầy đã thể hiện hết trơn rồi. Đức Thầy thể hiện hết trơn rồi. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, hoặc là chẳng phải người thông thạo hoàn toàn. Tín đồ của Ngài học được bao nhiêu giáo lý mà cho rằng ta đây là giỏi hơn ai hết. Không ai hơn nổi ta. Ta là hiểu là thông suốt tới lý bát nhã gần thành Phật gì đâu đó. Mà tới chừng người ta vừa chọc tới thôi, nó sân si ái hố lên, chèn ơi chúng sanh còn y nguyên. Phải không vậy? À, phải cảm ơn những người chọc mình. Không có mấy người chọc mình đâu có biết mình còn nóng. À, phải có mấy người đó, mình phải cảm ơn họ chứ. Có gì đâu mà giận họ. Cho nên cái chỗ mà ăn á, cách ăn của thầy chúng ta thấy hết sức tuyệt vời. Thầy hỏi anh em đồng đạo nấu gì? Đồng đạo trả lời thưa thầy, chúng con nấu kiểm. Thầy nói nấu kiểm sao nấu hai nồi? Nói nồi này của thầy, nồi kia của con, của chúng con ăn. Thầy nói đổ lại hai nồi đổ chung. Bà con đồng đạo ăn cái gì? Thầy ăn cái đó. Chứ không phải ngồi chiếm chệ một bàn gì của mình ên mà ba bốn người ngồi đây, có người quạt người hầu ngồi ăn như ông vua như vậy. Quý vị nghĩ coi tu vậy thành Phật không? Không thành, không thành. À, cái mà Phật là xả hết. Bởi vì Phật biết rõ cái chánh kiến của Phật đó, dạy chúng ta đó. Thấy được khi chúng ta đến với thế gian này, chúng ta là ai quý vị? Chúng ta chính là anh trần dân trụi, cha sanh mẹ đẻ trùi lũi à, có gì đâu. Hai bàn tay trắng. Và khi đến thế gian này chúng ta ngộ nhận, khi lớn lên cái cha mẹ cho cái cặp cái viết cái của ta, phải không? Cho cái đôi dép của ta, cái xe của ta, nhà của ta. Lớn lên cái đất của ta, giường của ta, cưới vợ gả chồng, vợ của ta, chồng của ta, sự nghiệp của ta, quyền quy của ta, cái gì của ta hết. Chấp cái giả làm thật. Bởi vậy Đức Độc Tổ nói chúng ta là bị tà kiến là vậy đó. Tham ái thành năm quẩn, giả dối kết làm thân, xác thịt liền gân cốt, trong da một đống trần, bốn tướng đều dứt bạc. Vậy mới gọi là chân. Khi chúng ta tạo ra biết bao nhiêu tiền của, đến thế gian này thấy nhà lầu xe hơi cái tưởng thiệt, rồi ôm lấy bảo thủ vậy ha. Rồi tới chừng khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì chúng ta lại trở về với thân phận của anh trần văn trụi, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thẩm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khôn luân hồi. Đó là chúng ta thấy rõ, có nghĩa là nhìn thấu. Thưa quý vị, nhân đây chúng tôi sẽ kể một câu chuyện để kết thúc đề giảng. Bây giờ đã 1 giờ rồi, 1 phút rồi. Một câu chuyện vài phút thôi. Thở Đức Phật Thích Ca còn trụ thế. À, có một ông trưởng giả này, ông keo kiệt lắm quý vị. Bây giờ ông nghĩ rằng đến thế gian này là điền viên sự sản vợ đẹp hầu sinh cái gì cũng của ông hết trơn. Cho nên ông đâu có chịu xả ra. Ông chấp cái đó là thật mà. À, do đó mà cái thân ngũ quẩn của ông cũng không nhận biết được cái thân đó là cái thân nguyễn giả nữa. Ông bảo thủ, ông xây dắt tường thành bốn bên, con ruồi bay vô ông lọt. Chứ đừng nói kẻ ăn xin, không ai vô được chứ. Không cho một kẻ ăn xin nào một đồng xu nào chứ. Mặc dù ông rất là giàu. Một hôm Phật mới thân hành đến để độ ông. Phật mới đi vào. À, Phật mới đi xuyên tường vào. Phật mới nói à, bắt đầu trưởng giả thấy Phật đến hào quang sáng rực, bắt đầu quỳ xuống lễ Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Ngài đến đây có chuyện chi? Phật nói này trưởng giả, ta đến đây để là khuyên ông đó thực hiện năm cái hạnh đại bố thí. Cái ông trưởng giả tưởng là đem của tiền cho thiên hạ hết rồi, cái ông từ chối liền. Bạch Đức Thế Tôn, một hạnh đại bố thí thôi con còn làm không nổi, chứ đừng nói chi tới 25 hạnh đại bố thí. Thôi Phật khỏi nói, con làm không có được. Phật mới nói này trưởng giả, ta khuyên ông thực hiện năm cái hạnh đại bố thí này là có lợi cho ông, chứ ta đâu có bảo ông đem tiền của cho thiên hạ đâu mà ông sợ. Trưởng giả nghe nói không có đem tiền của cho ai đồng nào mà được cái lợi, cái ông quá mừng. Ông mới nói nè, nói vậy thì Thế Tôn hãy nói, nếu mà con thấy cái điều này có lợi á, thì con làm được thì con sẽ làm, mà không có tốn tiền nghe mới được. Cái đó bắt đầu Phật mới nói, Phật nói này trưởng giả, ta khuyên ông đó thực hiện năm cái hạnh đại bố thí, đó là giữ gìn ngũ giới cấm. Ngũ giới cấm, ai muốn về dự hội Long Hoa phải giữ được ngũ giới cấm gì? Thứ nhất là ông đừng sát sanh, phải ăn chay. Là ông bố thí thân mạng cho chúng sinh đó, là ông gieo được hột giống trường thọ. Thứ hai là ông đừng đạo tặc, đừng trộm cắp, thì ông gieo được hột giống giàu sang. Cái thứ ba là ông đừng có tà dâm, là ông gieo được hột giống thanh tịnh. Cái thứ tư là ông đừng có uống rượu, là ông gieo được hột giống trí huệ. Cái thứ năm là ông đừng nói dối, là gieo được hột giống thành thật. Ông thực hiện được ngũ giới cấm này, là ông thực hiện được là năm cái hạnh đại bố thí. Hiện tại ông được một đời sống an lạc, sức khỏe tốt, được một đời sống viên mãn, hạnh phúc. Mà cái sự nghiệp của ông ngày một thăng tiến hơn thêm, giàu có hơn thêm.
mà tương lai ông tu thành chánh quả. Trưởng giả nghe vậy cái đầu sụp xuống quy y và thọ tam quy trì ngũ giới. Khi Đức Phật trở về tỉnh xá thì hôm sau ma vương đến thị hiện cũng y rang như Phật, 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng rực, hào quang sáng rực, đến để khuyên trưởng giả phá giới. Ma vương nói, ma vương đến thì trưởng giả tưởng Phật, bởi vì trưởng giả là người phàm đâu có biết. Đến lễ bái ma vương, có đầu ma vương nói, này trưởng giả, hôm qua ta nói với ông đó là pháp quyền chứ không phải là pháp thật. Ông đừng giữ giới nữa. Sở dĩ con người sống trong thế gian đó là thụ hưởng ngũ dục là chuyện tự nhiên, không có gì tội lỗi hết. Yêu cầu ông tỏ ngộ được ông tâm ông có Phật, cái tâm ông có Phật, ông biết được tâm ông có Phật, thấy không? Có tánh Phật, biết được tánh đó mà ông tu là đắc, không cần phải giữ giới. Ma vương nói là ngộ, tỏ ngộ được tánh Phật, nó nói cũng giống giống như Phật vậy. Ông tỏ ngộ được tánh Phật là ông thành Phật, không cần phải giữ giới. Như vậy đó, ma vương lung lạc mấy phen, trưởng giả không đồng ý. Trưởng giả nói, ủa sao kỳ vậy, hôm qua Phật cũng nói mà nói đúng, mà hôm nay cũng Phật, sao mà nói không đúng. Mấy lần mà ma vương nó lung lạc, nó nói, này trưởng giả, ông sát sanh đi, thấy không? Ăn là thịt cá vào cho thân ông mập béo lên, ông có sức khỏe ông mới sống thọ được, chứ ông ăn chay ông nhôm nhách mà làm gì có sức khỏe sống thọ được. Ma vương nó nghe nó luận lý của em lắm. Rồi đó, ông sát sanh đạo tặc, ông đạo tặc đi, ông trộm cắp của người khác về thì ông được nhiều của thêm, ông giàu thêm chứ đâu có lợi bất lợi gì đâu. Rồi ông tà dâm đi, ông cưới nhiều thê thiếp, cưới nhiều thê thiếp đó vậy phục vụ cho ông cưới vợ thôi, ông giết chóc gì ai đâu mà tội, thấy không? Yêu nhau không bao giờ có tội mà. Ma vương nói vậy, rồi bắt đầu ông là uống rượu đi, ông uống rượu đó trưởng giả, ông giao thiệp với người ta mới làm ăn với ông, chứ ông mà giờ là uống trà ai đâu giao thiệp với ông. Rồi ông là nói dối đi, cái gì tốt ông khoe, cái gì xấu ông che, ông giấu ông đừng có nói, đâu ai biết. Vậy thì người ta sẽ hợp tác làm ông với ông nhiều hơn nữa, ông giàu hơn nữa. Ma vương nó lung lạc mấy phen vậy đó, trưởng giả là suy đi nghĩ lại không là không đúng, mới nói, thưa Phật, ngày hôm qua Phật bảo con giữ là ngũ giới cấm đó, là thực hiện năm cái là hạnh là ngũ giới này để là thực hiện năm cái hành đại bố thí, con nghe đúng có lợi, là đúng thì con hành theo, con quyết hành theo. Còn hôm nay Phật cũng khuyên con bỏ giới phá giới thì con nghe cái điều này nó bất lợi, cho nên Phật thứ lỗi cho con, hôm nay con không thể phá giới được mà phải giữ y như cái lời Phật con qua dạy, giữ năm điều năm là cái cấm giới này cho đến khi tu, mà đến khi tới chết chứ không bao giờ phá giới. Ma vương mấy phen luôn lạc, trưởng giả không nghe, cuối cùng nó hiện nguyên hình là ma vương, nó mới khen, khá khen như trưởng giả mới quy y Phật hôm qua mà đã giữ được cái gì, đã có một cái chánh kiến sáng suốt và giữ được cái đức tin trong sạch như vậy, ta nguyện từ nay không theo phá ông nữa. Vậy nó chúc ông trưởng giả tu mau thành chánh quả, và nó biến mất. Kể từ đó trưởng giả cứ giữ giới của Phật dạy và tu thành chánh quả. Đó, tu thành chánh quả. Cho nên Đức Phật mới nói, giới minh như vực quyệt, diệt như anh Lạc Châu, vi trần Bồ Tát chúng do thị thành chánh giác, nghĩa là giới sáng như mặt trời mặt trăng, quý nhạc cho anh Lạc, các Bồ Tát đắc đạo đông như vi trần, cũng đều trì hành giới lực mà được đắc thành đạo quả. Cho nên hôm nay đó, chúng ta muốn nghe cạn lời của Đức Tôn Sư, muốn được cái gì, tu được pháp huệ, muốn thoát ly dòng sanh tử, muốn không còn bị khổ não nữa. Bởi vì chúng ta hiểu hai từ giải thoát là gì, giải thoát là ra khỏi sự ràng buộc, phải không? Danh trói mở cắt sợi dây danh, lợi trói cắt sợi dây lợi, tình ái trói cắt luôn, vượt luôn cửa danh, cửa lợi, cửa tình, chúng ta đoạn hết tất cả những tham muốn dục vọng ở cõi trời trần này. Đến diệt đề trừ vật dục xưa, cõi hồng trần các diệt mến ưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ, muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ là phát huệ đó. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn, lòng dục tu thì phải thiệt hành, chứ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật Tổ nào đâu hẹp lượng chịu nhọc nhằn, mới rõ đạo đề thấy một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Chứ tôi thường nói với quý vị hoài đó, tôi nói tu á mà ra cái ông Út Đầu Lâm Phất đó, như chúng ta làm gì tu mà cái bệnh H5 nó không nguy hiểm bằng cái bệnh H6 đâu. Cái bệnh háo sắc, cái bệnh H6 này nó chết nữa đó quý vị. Cho nên ráng mà giữ giới của thầy. Một nàng tiên nữ đứng trước mặt chúng ta không rung động, bởi sao? Bởi vì sáu căn của hành giả mà đối trước sáu trần, như Phan Chí Tâm vừa nói đó, là cái người mà tỉnh ngộ lìa mê rồi đó nghe quý vị. Đức thầy mới nói là, nhân đây tôi sẽ đọc một cái bài giảng này,
quý vị nghe một cái bài là gọi là gì, luận việc tu hành. À, bài thi này mà Đức Thầy viết là kết thúc đề giảng luôn. Luận việc tu hành, tại sao trong giáo lý Đức Thầy lại hôm nay viết bài luận việc tu hành? Bởi vì Đức Thầy thấy đời bây giờ chúng sanh tu tiền quá nhiều, cho nên rớt dữ lắm, rớt luôn. Cho nên là hội Long Hoa lần này không biết còn được mấy quý vị, còn được mấy người, nghe người nào mà không ham tiền đó nghe. Thì mới giờ hội Long Hoa còn mê tiền là rớt hết trơn. Đức Thầy nói nè, tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo vì tiền phải ngửa nghiêng, Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, thuyền từ nào rước lại Tây Thiên, trần gian đầy dẫy người làm dối, đạo cả nào trong đến cảnh thiền, đói thấy người đời lòng bắt chán, dương trần lầm lạc đáng ưu phiền, muốn đặng về thần giới thánh tiên, kỹ xem cõi thế thấy kia liền, cư trần bất nhiễm là người thánh lãng tục, đừng mê chứng bậc hiền, phú quý tạo đời thêm mệt xác, tham danh phế đạo chí đâu yên, sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lánh cõi trần mê giải nghiệp gì. Ngặt cái chỗ này, cư trần bất nhiễm là người thánh, mà sen ở trong bùn đó quý vị, nó đâu có hôi bụng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó là đặc tính của sen. Mà chúng ta muốn lên tòa sen thành Phật thì đó, hòa quang đồng trần mà không nhiễm ô trần trượt, tức là gần tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền, đó là người sen, mà lên tòa sen mới được. Còn gần tiền mà nồng nặc hôi tanh mùi tiền thì rớt nữa. Cho nên Đức Thầy nói rõ đó, tiếc gì không đức, tiếc chi tiền. Bởi vì chúng ta đi đâu có chết, đâu có mang tiền theo, mà chỉ có tội không phải còn. Nghe cho kỹ lời Phật nói, tiếc gì không đức, tiếc chi tiền. Phật thánh xưa kia sách giảng biên, bác ái xả thân tầm đạo chánh, độ người lao khổ dạ không phiền, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ. Cái thái tử bỏ mà mình đi tìm, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền, xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyền. Rồi mới tới câu, muốn đặng thành thần với Phật tiên, ráng tu ân đức chớ tu tiền, lợi danh chốt nhán như luồng gió, thấy đó rồi đâu bỗng mất liền, sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh, sau này về Phật với ngôi tiên, lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên, là chúng ta là thánh nhân, là thánh nhân. Cho nên Đức Thầy mới nói là chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển không ngồi xử phân, quyền cơ mái tạo xoay dần, đồng về Phật cánh mười phần xinh tươi, thánh tiên vừa nhích miệng cười, chúc mừng trần thế có người trên tu. Còn những cái kẻ mà ôm tiền ha, ha mến địa vị là như chim vào lưới, xích xiềng trói thân, con chim này chỉ có nước vô chảo, chân chim này làm sao thoát, chim mà mắc lưới rồi là chết hà, không có đường thoát đâu quý vị. Cho nên ai tu đức là siêu nghe, ai tu đức là siêu, ai tu tiền là bị đỏ. Cho nên Đức Thầy mới nói là con nào hiền thì dạng thảo ngay, đứa ngộ nghịch một mai đứt cổ, ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Về bên hòa hảo ngồi giữa gốc dừa ở bên tổ đình, đợi thầy là chỉ có nước chết. Còn thầy biểu chúng ta bước lên, thấy không, hôm nay trưởng ban bà xã Vĩnh Thới hay là trưởng ban xã Định An Định Yên gì đó, bước lên thầy thưởng phong cho rượu bồ đào rượu thánh trà tiên muôn năm cộng lạc, chúa hiền tâu chung là ngon lành nghe. Còn thầy kêu ngồi gấp vừa đợi thầy đi là cái này là nguy hiểm, là chết, thấy không. Cho nên nguy hiểm như lắm, vừa chết đó vậy. Những cái người mà danh tiếng lẫy lừng đó, nghe là danh tiếng lẫy lừng mà cuối cùng là tu tiền tu tình tu danh tu lợi không, những người này là danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại, tuổi tên lộng lạc, tuổi tên trù, bao nhiêu ba nhãi, bao nhiêu dạy, mấy trận tài khôn, mấy trận ngu. Mà thầy nó phải tỉnh nghe, bởi vì thế trận tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa, diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra, lóng lánh gương xưa lời Phật dạy, hồng trần ái dục giết tài qua cho lắm lắm nàng tay, trị lạc phong trần chống gốc gây, nếu đã tỉnh tâm tầm lẽ thẳng, cũng nên ghèn tánh gặp đàn ngay, sân si phỏng có điều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài, tiếng gọi hồn mê hồn được giác, phải toan sắm sửa rớt trần ai. Do đó mà những cái người mà tu tiền đó thì Đức Thầy đã ngục A Tỳ giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Còn hôm nay quý vị tu thật, quý vị sẽ được lên thiền Bát Nhã, có gì
Văn Thù Bồ Tát Từ Bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng buồm loan, rước người tu niệm xê sang thủy tình là chúng ta. À, mai này quý vị về dự hội Long Hoa đó, quý vị sẽ hưởng được muôn ngàn điều phúc lạc. Mà Đức Tôn Sư cho biết đó, ngày đó quý vị về dự hội Long Hoa thấy tạng được Phật Di Lặc Tôn thuyết ba tràng pháp. Tràng pháp thứ nhất Đức Phật Di Lặc Tôn là thuyết cái gì? Pháp thượng thừa độ cho bậc thượng căn. Tràng pháp thứ hai là thuyết trung thừa độ cho bậc trung căn. Tràng pháp thứ ba là thuyết hạ thừa độ cho bậc hạ căn, hạ trí đến quả thánh đạo. Như vậy sau khi ba tràng pháp đó Phật Di Lặc Tôn thuyết xong thì chứng được thánh quả vô số tính điếm, cũng giống như ngày xưa Phật Thích Ca ở trên Linh Khú Sơn thuyết một tràng pháp là chứng thánh quả vô số tính điếm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có bước vào hội được hay không mới là quan trọng. Những kẻ nào tà dâm nè, nói dối nè, ha, sân si ái ố nè, rồi bắt đầu là gì, sát sanh nè, đạo tặc tà dâm, giọng ngữ, rồi tham lam, rồi bắt đầu là cái lòng nhớ ngã câu chấp, tu mà còn hơn còn thua, còn tranh còn đấu, còn ghét còn ganh, còn hiềm còn tị, còn ngã còn nhớ còn khinh còn trọng, vậy thì những người này không vào hội được, không vào hội được. Mà Đức Thầy nói ai muốn vào được hội thì gì, phải tu theo lời thầy. Ngày đó quý vị sẽ hưởng được muôn ngàn điều phúc lạc. Phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách, mấy tòa đài cung dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Và Đức Tôn Sư chúng ta đó đã cho chúng ta một cái hẹn chắc chắn như vậy. Quý vị gán tu đi, gán trì hành pháp môn, học Phật tu nhân mà Đức Tôn Sư chỉ dạy. Ngài Đức Tôn Sư trở lại sẽ ban thưởng cho quý vị. Đức Tôn Sư trở lại là Ngài đã cho một cái hẹn chắc chắn, ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Mấy lời nhắn lại ăn cần, bổn đạo xa gần, nghĩ cạn mới hay, tu trì nguyện ước cầu mai, thượng quan hồi phục là ngày an cư. Chứ bây giờ chúng ta sống không an cư đâu. Bây giờ mới có màn đầu của Covid thôi là chết bao nhiêu đó rồi. Mà chưa, Đức Thầy nó mới màn đầu thôi, mới có màn đầu thôi mà đã rúng động là cả thế giới. Còn nhiều màn nữa. Khổ với thảm ngày nay có mấy, tức là cái màn đầu thôi đó nghe thầy nó, khổ với thảm ngày nay có mấy, có nhúc nhích gì đâu. Sợ mai sao dòm thấy bay hồn, trừ tà gian là mấy thằng tu tiền đó. Mấy tu tiền là tà gian, phải không? Mấy cái người tu tiền là tà gian. Trừ tà gian, còn thiện chỉ tồn là tu đức chúng ta là mới tồn thôi, mới sống như vậy chắc chắn là sống. Trừ tà gian, còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu, núi xương tha thiết trần giới thế. Bây giờ nào biết chừng nhìn xem, hư thiệt mới tường, ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể, xa hương khắp chốn. Do đó mà hôm nay chúng ta phải nhất thực hiện theo lời dạy Đức Tôn Sư qua bốn câu kim ngôn. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ là khuyên cả hàng xuất gia lẫn tại gia, nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa. Đó gì? Tìm hiểu nghĩa. Nghe cạn lời chứ có mờ hồ là văn huệ, tìm hiểu nghĩa là tư huệ, làm theo đắc đạo là tu huệ. Trong câu giảng này có đầy đủ là tam môn huệ học, có đầy đủ năng lực nhiệm sâu, độ cho bậc thượng căn, độ cho bậc trung căn, độ cho bậc hạ căn. Ai tu cũng đắc, ai tu cũng thành. Nếu thực hiện đúng theo lời Phật, lời thầy chỉ dạy thì chúng ta sẽ được một đời sống an lạc ở hiện tại và đi đến con đường giải thoát trong tương lai. Muốn được như thế thì phải khắc sâu lời dạy và ngọc Đức Tôn Sư và hành y theo chánh pháp mà Ngài để chỉ dạy. Đó là tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong, tu cầu cứu vớt tổ tông, giới cho bá tánh máu hồng bớt rơi, tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc vương thị thổ chiều mới phản hồi, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Đề giảng đến đây xin kết thúc. Trước khi rời khỏi diễn đàn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cấp chính quyền đã ủng hộ về mặt an ninh, và quý vị quan khách, các nhà mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe, gia quyến được dạng sự an hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta thân tâm thường lạc, đạo quả chóng viên thành, tinh tấn tu hành cho đến ngày phước huệ tròn đầy, tứ ân diện trả, để được mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị đã chú tâm lắng nghe. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức và xin chân thành cảm ơn cô giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều thuyết giảng đề tài tìm hiểu nghĩa bốn câu giảng của Đức Thầy rất là sâu sắc nghĩa lý, cho đồng đạo nghe chung để hiểu biết cùng nhau thực hành tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều.